đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Báo Hàn Quốc cầu cứu huấn luyện viên Park Hang-seo giúp đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam có thêm sao nhập tịch. Khi AFF Cup áp lực hơn chiến dịch World Cup. Báo Hàn Quốc cầu cứu huấn luyện viên Park Hang-seo giúp đội tuyển quốc gia. Tờ Chosun của Hàn Quốc tin rằng ông Park Hang-seo là người phù hợp nhất để có thể chữa cháy ở đội tuyển Hàn Quốc trong cơn khủng hoảng. Sau khi mà Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, giới truyền thông Hàn Quốc đã lên tiếng ủng hộ ông Park Hang-seo tạm thời tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên để chữa cháy ở đội tuyển quốc gia trong cơn khủng hoảng. Tờ Chosun có bài viết: Liệu ông Park Hang-seo, huyền thoại của bóng đá Việt Nam, có thể chữa cháy dập tắt khủng hoảng của đội tuyển Hàn Quốc? Trong bài viết, tác giả bình luận đội tuyển Hàn Quốc cần người lính cứu hỏa để có thể dập tắt khủng hoảng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Ông là người chịu trách nhiệm lớn cho thất bại của đội tuyển quốc gia tại Asian Cup vì có chiến thuật tệ hại và không kiểm soát được đội hình. Thế nhưng quá khứ đã lùi lại ở phía sau, bóng đá Hàn Quốc vẫn cần vươn mình về phía trước. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Hàn Quốc đó là cần tìm kiếm huấn luyện viên phù hợp khi mà chỉ còn một tháng nữa là sẽ bước vào hai trận đấu gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Thời gian thì không còn nhiều nhưng KFA đã không thể vội vàng. Bài học từ việc vội vàng bổ nhiệm ông Klinsmann vẫn còn đó. Lúc này, các huấn luyện viên trưởng Hong Myung-woo, Kim Hak-beung, Kim Ki-dong được nhắc tới như ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, KFA sẽ gặp khó trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên làm việc ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Bởi lẽ nếu như đội bóng ở K-League mất huấn luyện viên thời điểm này, họ sẽ gặp trở ngại lớn trong việc chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. K-League là nền tảng của đội tuyển quốc gia và khi đó vị thế của đội tuyển Hàn Quốc có thể bị lung lay. Đây không phải là vấn đề liên quan đến việc họ có năng lực hay là không. Giải pháp tốt nhất lúc này đó là tìm kiếm huấn luyện viên không làm việc ở K-League để có thể tạm thời đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng cho tới tháng 5. Trước khi tìm kiếm huấn luyện viên mới thì ông Park Hang-seo là người phù hợp nhất. Trước hết, ông Park không dẫn dắt đội bóng nào, ông chỉ làm cố vấn tại câu lạc bộ Bắc Ninh ở giải hạng nhì Việt Nam. Do vậy, chiến lược gia này không gặp trở ngại nếu như dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Bên cạnh đó thì ông Park rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á và nếu như dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc lúc này, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có thể giải quyết được tình hình khó khăn mà những nhà cầm quân khác tại K-League có thể gặp phải khi gặp Thái Lan. Một lý do quan trọng khác là nội bộ đội tuyển Hàn Quốc đang loạn vì chia rẽ, do vậy họ cần sự lãnh đạo của ông Park Hang-seo để giúp đội bóng trở thành gối gắn kết. Chúng ta đã thấy huấn luyện viên người Hàn Quốc gắn kết đội tuyển Việt Nam nhờ vào tài lãnh đạo của mình. Ông luôn đề cao tính kỷ luật, không ngần ngại quát mắng các cầu thủ làm sai quy tắc. Nếu như dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc, ông Park Hang-seo sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cộng sự cũ là Chung Hae-seung hay Kim Nang-tu. Khi đó ông có thể thiết lập lại trật tự của đội bóng. Một quan chức bóng đá Hàn Quốc cũng tin rằng ông Park Hang-seo là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ý kiến này càng tăng thêm sức mạnh để KFA cân nhắc bổ nhiệm tạm thời ông Park Hang-seo sau khi huấn luyện viên Park ký hợp đồng với câu lạc bộ Bắc Ninh. Công ty đại diện của ông, DJ Management, khẳng định huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn tìm kiếm công việc huấn luyện viên song song với thời gian làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Đội tuyển Việt Nam có thêm sao nhập tịch. Sau khi trở về từ Pháp, ông Chu Xê đã đích thân đến thăm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang. Ông Chu Xê vừa có mặt tại Hà Nội sau khi ông nghỉ phép tại Pháp. Sau đó thì ngày 22 tháng 2 đã có chuyến thăm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là nơi ở của ông Chu Xê kể từ khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong buổi gặp mặt thì ông Chu Xê đã có dịp chào hỏi huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cùng các cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong chuyến thăm này, ông Chu Xê đã dành thời gian gặp mặt trực tiếp thủ môn Patrick Lê Giang. Huấn luyện viên Chu Xê cùng Patrick Lê Giang đã trao đổi với nhau trong buổi tập của Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lần đầu tiên mà huấn luyện viên Chu Xê cùng với ngôi sao Việt kiều có cuộc nói chuyện ngoài đời. Patrick Lê Giang mang cho mình hai dòng máu Việt Nam và Slovakia. Bố của Lê Giang là người Việt. Lê Giang chuyển tới Việt Nam chơi bóng kể từ mùa giải 2023 và hiện đang khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn từ Công an Hà Nội. Patrick Lê Giang đang dần khẳng định được tầm quan trọng ở hai câu lạc bộ mà anh đặt chân tới khi đang là một trong số thủ môn chơi tốt tại V-League thời điểm hiện tại. Thủ môn sinh năm 1992 cho biết: "Tôi cố gắng cuộc sống của mình để không phải hối tiếc điều gì, nhưng điều tôi tiếc nuối nhất là tôi vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Đây là giấc mơ lớn của tôi." Sau cuộc trò chuyện với chiến lược gia người Pháp, ngôi sao Việt kiều đã đăng tải bức ảnh chụp khoảnh khắc đáng nhớ lên trang cá nhân. Patrick Lê Giang viết: "Nice to meet you, Chu Xê." Thủ môn sinh năm 1992 kèm đăng cả biểu tượng quốc kỳ Việt Nam đi kèm bức ảnh.
Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ vào sự xuất hiện của Lê Giang trong khung gỗ ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Rào cản với Patrick Lê Giang là vấn đề quốc tịch. Nếu như nhập tịch thành công thì khả năng ông Chu Xê điền tên thủ môn này vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra. Kể từ khi lên nắm quyền vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, Chu Xê đã có thời gian làm việc với một số cầu thủ Việt kiều, gồm có Philip Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Andre Nguyễn An Khánh, Phù Thủy Trắng cũng nhiều lần nhắc tới nguồn lực Việt kiều nhằm bổ sung nguồn sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Ông chia sẻ: "Danh sách tuyển tranh viên gửi tôi có khoảng 20 cầu thủ gạo gác Việt Nam, họ cư trú ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Nga, Cộng hòa Séc hay Pháp. Tại Đông Nam Á thì các nền bóng đá như Thái Lan, Indo, Malaysia đang làm rất tốt việc đón các cầu thủ gạo gác nước ngoài về đội tuyển quốc gia. Còn Việt Nam thì không có quá nhiều cầu thủ như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận cầu thủ Việt kiều, hy vọng tương lai sẽ có thêm các cá nhân tương tự bổ sung cho đội tuyển." Khi AFF Cup áp lực hơn chiến dịch World Cup, vượt qua Indonesia để có thể giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 rõ ràng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhiệm vụ cạnh tranh cúp vàng Đông Nam Á với Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Khép lại kỳ nghỉ dài tại quê nhà, ông Chu Xê trở lại Việt Nam để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cùng đội tuyển quốc gia. Trong lúc tấm vé dự World Cup còn khá mơ hồ thì AFF Cup 2024 hiện hữu là giải đấu mà Việt Nam không được phép lép vế trước các đối thủ truyền thống. Không có huy chương AFF Cup xem như thất bại. Lịch sử 28 năm AFF Cup và sẽ đổi tên thành ASEAN Cup từ năm 2024. Việt Nam hai lần vô địch vào năm 2008 và 2018, ngoại trừ hai mùa giải dừng chân ở vòng bảng là 2004-2008. Có lại chúng ta đều vào đến bán kết. 20 năm trở lại đây giải đấu không còn tổ chức tranh hạng 3, vì vậy các đội vượt qua vòng bảng nghiễm nhiên có huy chương. Với vị thế của đội bóng 5 năm liền đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam mặc định là ứng viên vô địch AFF Cup. Vì vậy, khi đầu năm 2024, một lãnh đạo của VFF chia sẻ rằng liên đoàn sẽ giao chỉ tiêu có huy chương AFF Cup cho huấn luyện viên Chu Xê, nhiều người đã bất ngờ bởi với ứng viên vô địch như tuyển Việt Nam thì việc vượt qua vòng bảng là yêu cầu bắt buộc, nếu không chắc chắn là một thất bại. Trong ngày mà huấn luyện viên Chu Xê trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ dài, nhà cầm quân người Pháp nhận định là phải vô địch AFF Cup 2024. Chỉ tiêu được đánh giá đó là xứng đáng, song cũng lại áp lực lớn với người từng cùng với Nam Phi và Nhật Bản dự World Cup. Vô địch AFF Cup khó hơn vé vòng 3 World Cup. So với người tiền nhiệm Fahasel, hành trình vòng loại World Cup của ông Chu Xê nhẹ nhàng hơn khi mà châu Á trao 18 suất thay vì 12 như mùa trước, vào đến vòng loại thứ 3 và mỗi bảng chọn 2-4 đội đi tiếp thay vì 2-5 đội. Ở bảng F, ngoại trừ Iraq được đánh giá nhỉnh hơn, Philippines không đủ lực, Việt Nam chỉ phải cạnh tranh với Indonesia để có vé đi tiếp. Nhiệm vụ này chắc chắn nhẹ nhàng hơn vô địch AFF Cup, nơi mà thầy trò Chu Xê phải đấu nhà đương kim vô địch hai mùa liên tiếp là Thái Lan, bên cạnh hai đối thủ đang tiến bộ nhanh chóng là Malaysia và Indonesia. Nếu lấy ASEAN Cup vừa kết thúc tại Qatar là thước đo phong độ hiện tại, thì Việt Nam kém nhất trong nhóm 4 đội khi toàn thua cả 3 trận. Trong khi Malaysia có trận hòa lịch sử trước Hàn Quốc, Indo và Thái Lan cùng vào vòng 1-8, trong đó Thái Lan tạo cột mốc bất bại tại vòng đấu bảng, điều mà chưa đội bóng Đông Nam Á nào làm được tại sân chơi ASEAN Cup. Chỉ tiêu vòng 3 World Cup sẽ ngã ngũ vào tháng 6, trong khi AFF Cup hạ màn tháng 12. Năm 2024 sẽ kết thúc viên mãn với huấn luyện viên Chu Xê nếu như hoàn thành cả hai, song ngược lại có thể là dấu chấm hết nếu như sẩy chân tại AFF Cup.